mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Elisabeth. Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, vì người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan tường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Thế giới chúng ta đang sống có 7 kỳ quan. Mỗi kỳ quan đều là một kiệt tác, mỗi kỳ quan đều là một nghệ thuật, và mỗi kỳ quan đều diễn tả được cái đẹp, nét riêng mà tạo hóa đã tặng ban cho nhân loại. Đó là những kỳ quan mang tính vật chất, đó là những công trình do thiên nhiên tạo nên. Thế nhưng, nhiều người vẫn cho rằng thế giới này còn có thêm một kỳ quan khác nữa, độc đáo, trội vượt và siêu phàm mà tạo hóa đã gầy dựng nên. Kỳ quan thứ 8 này mang tính tinh thần và có ảnh hưởng rất nhiều trên cuộc đời mỗi người chúng ta. Kỳ quan đó chính là người mẹ trần thế. Người mẹ đã cả đời lầm lũi, một nắng hai sương, thần tạo cánh gồng, lo cho chồng cho con. Nếu như 7 kỳ quan thế giới kia được coi là những văn hóa vật thể, thì kỳ quan thứ 8 này phải được tôn trọng là văn hóa phi vật thể, là công trời ơn biển mà Thượng Đế ban riêng cho mỗi người chúng ta. Thật thế, có ai ra đời mà chẳng có mẹ, có ai lớn lên mà chẳng qua dòng sữa mẹ, và có ai thành người mà không trải qua sự chỉ giáo của mẹ. Và cho dù con có trưởng thành, làm người, đi xa, ngã lên hay vấp xuống, thì hình bóng của mẹ vẫn mãi đồng hành, chung bước như có ai đó đã thốt lên rằng: Dẫu con lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Thế nên, công tên trời bể của người mẹ trần thế là như vậy. Hơn nữa, với người Kitô hữu chúng ta, tự hào còn có một người mẹ tinh thần, một người mẹ linh thiêng, siêu phàm, thánh thiệt, cũng ngày ngày tần tảo, lo lắng, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Người mẹ đó chính là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Ngày hôm nay, cả giáo hội hân hoan mừng kính lễ mẹ hồn xác lên trời. Đây là một đặc ân mà Thiên Chúa dành tặng riêng cho mẹ
vì những công trạng và việc làm mà mẹ đã dành cho Chúa và cho Hội Thánh. Nhân ngày đặc biệt này, chúng ta cùng nhau suy niệm về hai đức tính căn bản đã làm thành cuộc đời của mẹ. Đồng thời, qua hai lối sống này, mỗi người chúng ta cũng được gọi mời bước theo mẹ trên con đường tiến về quê trời vĩnh cửu bằng sự tận tâm và hăng say. Khi đọc lại lịch sử cứu độ, đứng trước lời gọi mời của Thiên Chúa qua lời sứ thần truyền, Đức Trinh Nữ Maria đã tỏ ra là một con người khiêm nhường, tự hạ. Mẹ khiêm nhường, tự hạ bởi mẹ tin rằng bởi đâu mà mẹ được chúc phúc, được Chúa đói thương chọn làm mẹ đứng cứu thế. Thật thế, lòng quảng đài của Thiên Chúa không dừng bước trước sự tự hạ này. Thiên Chúa đã chọn cô thôn nữ Nazareth trở thành mẹ của chúng sinh. Kể từ đây, mẹ âm thầm, đầm đũi và hy sinh để cho con của Ngài hạ sinh nơi trần gian này. Nếu như người mẹ trần gian của mỗi người cũng vì máu chảy ruột mềm mà phải đổ mồ hôi sôi nước mắt khi con thơ bé dại của mình bị bệnh hay ly tan, thì Đức Maria cũng đã từng ngồi trên đống lửa khi phải đưa hài nhi trốn sang Ai Cập trong đêm đen giá lạnh. Nếu như người mẹ trần gian của chúng ta cũng đã có lần ăn ngủ không yên vì những việc làm không đúng của những đứa con, thì Đức Maria cũng đã trải qua cảm giác như chưa từng có cuộc chia ly khi mà bé Giê-xu bị thất lạc nơi đền thờ. Và có người mẹ nào can đảm đứng vững chứng kiến khúc ruột phải từ giã cõi đời này khi mà lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống? Thế nhưng Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa đã như kim đâm thâu tâm hồn mẹ khi phải chứng kiến huyết nhục của mình phải chết tức tưởi, đau đớn và nhục nhã trên cây thập tự. Bởi vì chính mẹ đã cộng tác vào với công trình cứu độ của Thiên Chúa, đã góp phần nhân loại vào với sứ vụ thần linh. Mừng lễ kính Đức Trinh Nữ Maria hồn xác về trời cho chúng ta chiêm ngắm dung nhan của mẹ qua hai đức tính khiêm nhường và hy sinh trong lòng như thế. Nếu sự khiêm nhường chính là nền tảng cốt lõi hình thành nên tương lai, nếu như sự âm thầm khiêm hạ và lòng hy sinh của những bà mẹ đã viết lên những trang sử cuộc đời hiển hách cho những người con của mình, thì hương lành và hành động nơi Đức Maria còn hơn gấp bội. Bởi vì chính mẹ đã cộng tác vào với công trình cứu độ của Thiên Chúa, đã góp phần nhân loại vào với sứ vụ thần linh. Mừng lễ Đức Trinh Nữ hồn xác về trời cho chúng ta chiêm ngắm dung nhan của mẹ qua hai đức tính khiêm nhường và hy sinh trong lòng. Nếu sự khiêm nhường chính là nền tảng cốt lõi hình thành nên tương giao với Thiên Chúa và với tha nhân, thì sự hy sinh chính là bệ phóng, động lực để ta tiếp cận Thiên Chúa và anh chị em của mình. Tuy vậy, sống trong một xã hội mà tính ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân xem ra được lên ngôi, lòng tự cao, tính tự đại, ngại hy sinh đang giết chết tương lai nhiều người, những người trẻ. Trong ngày mừng lễ của mẹ, chúng ta cùng cầu xin mẹ là biểu tượng của sự khiêm hạ, là mẫu mực của sự hy sinh, luôn ban cho chúng ta biết sống như mẹ, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, hăng say và nhiệt thành với giáo hội, với việc truyền giáo, để mỗi chúng ta cũng biết tiếp bước theo mẹ, hành động như mẹ và sống như mẹ ngay tại thế trần này. Amen. Xin hát dâng mẹ lời chào xưa khi thiết xứng loan tin. Ave Maria, hãy vui mừng Thiên Chúa thương ở cùng. Vinh phúng cho bà tràn đầy ơn đôi ra vết thương đêm.
Chúa chỉ tôn quyền năng. Ave, Ave Maria, hãy vui mừng, hãy nữ chính. Ave, Ave Maria, hãy nữ chính đem sinh. Xin hát khen mẹ là kỳ công của Thiên Chúa uy phong. Không ai trên đời này vên nguyên tội không nhiễm vương lạ lùng. Xin kính dâng mẹ một tràng hoa Ave Maria. Hỡi mẹ Chúa cao sang, nguyện thương dung chúng con làm tha. Xin hát khen mẹ ngàn lời ca của muôn muôn chữ thánh.